Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 5 tập 168. Ở cuối tập trước, sau khi thiên địa dị tượng, nếu nói về mặt tổng thể thì có tất cả 3 tình huống. Một là cao giai đan dược xuất thế. Như vậy sẽ hấp dẫn đan lôi phủ xuống. Hai là khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định cũng sẽ đưa tới tình huống này. Nhưng việc này lại rất ít khi xảy ra bởi vì có thể đạt đến cảnh giới đó. Dù nhìn khắp cả đấu khí đại lục này cũng hiếm như phượng mao lân giác vậy. Còn về phần loại thứ ba, tất nhiên sẽ là thiên giai công pháp hoặc đấu kỹ xuất thế. Cái gọi là xuất thế này không phải là đấu kỹ hay công pháp kia nhìn thấy ánh mặt trời, mà là mới xuất hiện, ví dụ như được sáng tạo ra chẳng hạn. Chỉ khi thiên giai đấu kỹ hoặc công pháp được sáng tạo ra thì mới tạo nên những dị tượng như vậy. Trên bầu trời bây giờ cũng không có đan hương, hiển nhiên không phải cao giai đan dược xuất thế. Loại thứ hai, trực tiếp bị loại trừ, thực lực Tiêu Viêm dù có tăng mạnh, nhưng vẫn xa xa chưa đủ để dẫn phát thiên địa dị tượng. Một khi đã vậy, thì chỉ còn một câu trả lời. Dù vậy, cũng không thể không nói kiến thức của bà lão này thật sự bất phàm. Mới chỉ qua vài lần hô hấp thôi mà bà ta đã đoán ra được lai lịch của thiên địa dị tượng. Tự nghĩ ra thiên giai đấu kỹ hoặc công pháp. Đại trưởng lão kinh ngạc nhìn về căn mật thất đang bốc khói trắng kia, dù lấy định lực của bà cũng không khỏi kinh ngạc khiếp sợ. Tự nghĩ ra thiên giai đấu kỹ hoặc công pháp. Bản lãnh như vậy, dù đưa mắt khắp đại lục đi chăng nữa, liệu có mấy ai có thể làm được? Dựa theo lẽ thường, đừng nói Tiêu Viêm, ngay cả người đã bước chân vào cảnh giới bán thánh như Dược Trần cũng không có năng lực như vậy. Nhưng dù có khó tin đến thế nào, sự thật xuất hiện trước mắt này làm bà không thể không tin. Sau một lúc lâu, khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện lên một nụ cười khổ. Thật đúng là sóng sau đè sóng trước, so sánh với người trẻ tuổi ưu tú bậc này. Mấy người già thế hệ trước như bà cũng có chút xấu hổ. Khó trách có thể được Dược Trần thu làm đệ tử. Thiên phú bậc này, quả thật rất hiếm thấy. Bà lão khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt hơi lóe lên. Trải qua việc này, bà lại càng đánh giá cao Tiêu Viêm hơn. Tuy trước kia cũng coi như khá khách khí với hắn, nhưng nói gì thì nói, đó cũng chỉ là nể mặt Dược lão mà thôi. Tiêu Viêm có thể dùng thực lực nhị tinh đấu tôn để đánh lui yêu hoa tà quân, làm bà cũng khá bất ngờ. Nhưng tên kia, trong mắt người khác cũng được tính là lợi hại, đối với bà lại không đáng một xu, chẳng hề có một chút uy hiếp nào. Nếu không phải, yêu hoa tà quân là người của Thiên Minh Tông, chỉ sợ hôm đó bà sẽ không để cho hắn rời đi dễ dàng như vậy. Trước kia là vì xem trọng Dược lão, nhưng bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Tự nghĩ ra thiên giai công pháp hoặc đấu kỹ, bản lãnh như vậy. Ngay cả bà cũng ao ước không thôi. Tiêu Viêm đã đem đến cho bà rất nhiều kinh hỉ, nhiều đến mức vị đại trưởng lão Hoa Tông này phải coi trọng. Thành tựu sau này của hắn tất nhiên sẽ bất phàm, Vân Vận có thể kết giao với hắn, cũng là điều tốt với Hoa Tông ta. Nghĩ đến đây, bà lão thản nhiên cười, lẩm bẩm, sư tỷ à, ánh mắt của tỷ vẫn chuẩn như vậy. Nhìn mây đen dày đặc trên bầu trời, khuôn mặt của tất cả các đệ tử Hoa Tông đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Thời tiết biến đổi thật khó lường. Đương nhiên, cũng có không ít người tâm tư nhạy bén, sau khi trầm ngâm suy nghĩ một lát liền chuyển mắt về chỗ Tiêu Viêm bế quan. Tiêu Viêm vừa xuất quan, bầu trời đã xuất hiện dị tượng bậc này. Nếu nói hai việc này không liên quan đến nhau, chỉ sợ sẽ chẳng mấy ai tin tưởng. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, mật thất lại rung lên lần nữa. Một cột khí nóng phun ra từ bên trong, mà một đạo thân ảnh cũng đứng vững vàng ở đỉnh của cột khí. Người này, tự nhiên chính là Tiêu Viêm đã bế quan một tháng. Giờ phút này, hắn cũng hơi ngẩn người nhìn dị tượng trên bầu trời. Một lát sau, dường như hiểu ra điều gì đó, hắn hơi nhướng mày, vung tay áo lên. Theo đó, một cỗ linh hồn lực vô hình tràn ra từ mi tâm hắn. Dưới sự khuếch tán của dao động này, mây đen dày đặc trên bầu trời cũng dần tán đi trong ánh mắt kinh ngạc của nhiều người. Khi đám mây đen cuối cùng biến mất, ánh mặt trời ấm áp lại phủ xuống mặt đất một lần nữa, chiếu sáng cả vùng sơn mạch đầy hoa này. Tiến giai thành thiên giai công pháp sao? Mây đen tán đi, Tiêu Viêm lại nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình. Tâm niệm vừa động, phần quyết lại bắt đầu vận chuyển. Khoảnh khắc khi phần quyết vận chuyển, năng lượng trong vòng trăm trượng quanh người Tiêu Viêm sôi lên như nước bị đun nóng. Từng đợt năng lượng kinh người nhìn như thực chất, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, không ngừng được hút vào trong thân thể Tiêu Viêm. Đối với thiên địa năng lượng chứa khá nhiều tạp chất này, Tiêu Viêm lại không hề bài xích. Dị hỏa thiêu đốt, tất cả tạp chất đều hóa thành hư vô. Mà tốc độ vận hành của đấu khí trong cơ thể phải hơn trước kia, ít nhất là 10 lần. Loại cuồng mãnh này không chỉ biểu hiện ở tốc độ lưu động của đấu khí, mà còn ở hấp thu, luyện hóa, tích trữ. So sánh với trước kia, tất cả mọi mặt đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dựa theo trạng thái hiện tại, cho dù Tiêu Viêm có thi triển hủy diệt hỏa liên đi chăng nữa, thì cũng sẽ không cật lực và phải dùng đan dược như trước. Có thể nói, bây giờ hắn đã chân chính có vốn liếng để mà tiêu xài. Tiêu Viêm thở ra một ngụm chọc khí ẩn chứa rất nhiều tạp chất, cảm nhận sự sung mãn chưa từng có trong cơ thể, trên khuôn mặt hắn cũng hiện lên sự vui mừng khó có thể che giấu. Tuy hắn có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng những phương pháp chiến đấu đó đều cần tiêu hao một lượng đấu khí khổng lồ. Bởi vậy,
Mỗi lần thi triển hắn lại phải cẩn thận tính toán, tránh trường hợp kẻ địch thừa nước đục thả câu khi đang ở trong trạng thái suy yếu. Nhưng may mắn là từ giờ trở đi, nếu không có tình huống nào quá đặc biệt, việc như vậy cũng sẽ không xảy ra. Đây cũng chưa thể coi là thiên giai công pháp được, dù là cấp thấp nhất. Hẳn chỉ là đột phát địa giai cao cấp mà thôi. Nghe nói, khi thi triển thiên giai công pháp chân chính, lập tức có thể hấp thu tất cả năng lượng trong vòng trăm trượng để sử dụng. Nếu so sánh thì vẫn còn một chút chênh lệch. Khuôn mặt Tiêu Viêm lộ vẻ trầm ngâm, không ngờ điều kiện tiến hóa thành thiên giai lại hà khắc đến vậy. Ngay cả cốt linh lãnh hỏa cũng chỉ có thể giúp phần quyết đạt tới chuẩn thiên giai công pháp. Nhưng dù gì đi nữa, đã có cái chữ thiên này rồi, thì biến hóa sẽ là cả một quá trình bay vọt về chất. Hiện giờ, thực lực của ta đã đạt đến tứ tinh đấu tôn. Cảm ứng sự thay đổi trong cơ thể, lần thôn phệ cốt linh lãnh hỏa này, tuy nhiên chỉ làm hắn tăng lên nhị tinh. Kết quả như vậy. Tuy Tiêu Viêm đã sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng trong lòng vẫn thoáng có chút thất vọng. Nếu ý cách nghĩ này của hắn để cho những cường giả đấu tôn khác biết, chỉ sợ họ sẽ tức đến mức hộc máu đương trường. Công sức tu luyện 10 năm, thậm chí mười mấy năm, bị hắn đạt được trong vòng một tháng, rồi lại còn thất vọng. Vậy còn bọn họ? Chẳng lẽ đi tìm viên đá đập đầu chết luôn cho xong? Tứ tinh thì tứ tinh đi. Sau một lúc uể oải, Tiêu Viêm nhanh chóng ổn định lại tâm tình. Đối với kết quả này, hắn đã sớm dự đoán trước được. Từ trước tới giờ, hắn đã từng thôn phệ 4 loại dị hỏa. Tuy năng lượng của chúng rất khổng lồ, nhưng đã là quy luật rồi, những thứ đã ăn nhiều thì không thể có tác dụng lớn như mấy lần đầu được. Dựa theo phán đoán của Tiêu Viêm, dù bây giờ hắn có thôn phệ dị hỏa xếp hạng trước 15 đi chăng nữa, thì thực lực cửa hắn cũng không thể tăng lên dù chỉ là nhất tinh. Xem ra sau này nếu muốn thôn phệ dị hỏa thì cũng phải tìm vài cái xếp hạng cao cao một chút. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Viêm liền có chút không nói nên lời. Dị hỏa vốn là thứ rất hiếm, những loại dị hỏa xếp hạng cao thì lại càng là hiếm trong hiếm. Mà cho dù có tìm được đi chăng nữa, bắt được rồi luyện hóa nó cũng không phải chuyện đơn giản. Nếu theo phỏng đoán này, con đường thôn phệ dị hỏa của Tiêu Viêm sau này sẽ vô cùng gian nan. Cười khổ lắc lắc đầu, Tiêu Viêm thở dài một tiếng, chỉ có thể nhận mệnh mà thôi. Tuy còn chưa hài lòng về việc chỉ tăng lên nhị tinh, nhưng mũi nhỏ cũng là thịt. Lấy thực lực hôm nay của hắn, nếu thi triển thêm thiên hỏa tam huyền biến mà nói, cho dù gặp phải yêu hoa tà quân thì cũng không cần dùng đến hủy diệt hỏa liên, thậm chí còn có thể chính diện giao phong. Khả năng yêu hoa tà quân chiếm được thượng phong là rất nhỏ. Không đề cập đến yêu hoa tà quân kia, bây giờ có gặp phải cửu thiên tôn của hồn điện, ta cũng có thể chiến đấu mà an toàn trở ra. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm. Kể từ lúc nhìn thấy sự cường hãn của đám người cửu thiên tôn, trong lòng hắn vẫn luôn đè nặng sự áp lực. Mà hai người kia cũng chỉ là bát thiên tôn, cửu thiên tôn mà thôi. Phía trên chắc chắn còn có thất thiên tôn, lục thiên tôn và thậm chí là đại thiên tôn. Nhưng cũng may là thực lực của hắn đã tăng vọt. Tuy không thể nói là thắng được bọn người kia, nhưng ít ra lòng tin đã được củng cố rất nhiều, không cần tiếp tục lo lắng đề phòng. Và lại, sau này giao thủ, dù không đánh lại thì cũng sẽ không để đối phương dễ chịu. Tên này, ngươi còn muốn đứng đó bao lâu? Khi Tiêu Viêm đang trầm tư, một giọng nói mềm nhẹ vang lên bên tai. Hắn ngẩng đầu, một khuôn mặt tuyệt mỹ đang gần ngay trước mắt. Trên khuôn mặt đó đang có chút oán trách hờn dỗi, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp động lòng người. Tiêu Viêm mỉm cười với Vân Vân, đột nhiên đưa tay ra cầm chặt lấy bàn tay nàng. Thấy Tiêu Viêm làm vậy ngay trước mặt mọi người, khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Vận đỏ bừng lên, trừng mắt, ngượng ngùng nói. Tên xấu xa, còn giở trò lưu manh nữa. Nghe được câu nói ngượng ngùng này của Vân Vận, Tiêu Viêm cũng hơi ngẩn ngơ. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia, khẽ nói, xem xét phong ấn trong người nàng một chút. Nghe vậy, Vân Vận cũng ngẩn người, vẫn hơi nghi ngờ nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, một lát sau mới từ từ giảm bớt dãy dụa. Thấy thế, khuôn mặt Tiêu Viêm cũng hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Hơi lắc đầu, nâng ngọc thủ của Vân Vận lên, hai mắt khép hờ lại, một luồng linh hồn lực tiến vào cơ thể của nàng. Khi Tiêu Viêm nhắm mắt lại, Vân Vận cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng mặt mũi vẫn chưa hết đỏ. Bất kể người này muốn làm gì, nhưng bây giờ đang ở nơi đông người. Phía dưới là đông đảo đệ tử và trưởng lão của Hoa Tông, bị bọn họ nhìn chằm chằm như vậy, làm sao nàng chịu nổi đây? Khi Vân Vận đang thầm oán giận trong lòng, đôi mắt khép hờ của Tiêu Viêm chậm rãi mở ra. Giờ phút này, trên mặt hắn lại nhiều thêm một phần ngưng trọng. Phong ấn trong người Vân Vận, dù là hắn cũng cảm thấy có chút rung động. Theo lời của lão sư, Hoa bà hẳn là một cường giả đã đạt tới bát tinh, thậm chí cửu tinh. Đấu khí cả đời của bà ta đủ để làm một cường giả tôn cấp tan xương nát thịt. Trong mắt Tiêu Viêm lóe lên vẻ do dự, trong cơ thể Vân Vận tồn tại lượng đấu khí mênh mông mà, ngay cả hắn cũng phải khiếp sợ. Nhưng tất cả đấu khí đó bị một phong ấn cực kỳ mạnh mẽ bao bọc lại. Bằng vào thực lực của Vân Vận, muốn phá bỏ lớp phong ấn này để sử dụng đấu khí bên trong, chỉ sợ cũng phải cần một thời gian khá lâu. Hoa bà cũng thật cẩn thận, phong ấn bà ta bố trí quá mạnh mẽ. Lấy thực lực hôm nay của nàng, tốc độ luyện hóa có thể tăng thêm một chút.
Tiêu Viêm buông tay Vân Vận ra, ngẩng đầu lên nói. Ngươi cũng biết rồi đấy, phong ấn này rất mạnh. Lấy năng lực của ta, căn bản không thể nào phá giải nó. Chỉ có thể hấp thu lượng đấu khí thẩm thấu ra từ bên trong thôi. Nhưng dù là vậy, tốc độ tu luyện của ta cũng đã tăng lên rất nhiều. Vân Vận cau mày nói. Những đấu khí này phải luyện hóa càng nhanh càng tốt. Nếu không, khi gặp một số người có thực lực cường hãn, sợ rằng họ sẽ mạnh mẽ lấy phong ấn ra mà không để ý tới tính mạng của nàng. Tiêu Viêm nghiêm túc nói, đấu khí cả đời của một cường giả cửu tinh đấu tôn để lại, đây là một bảo tàng rất mê người, khó đảm bảo một số cường giả sẽ không động tâm. Nghe vậy, Vân Vận cũng nhẹ gật đầu. Nàng hiểu, Tiêu Viêm sẽ không lừa nàng. Nhưng nói gì thì nói, không phải nàng không muốn tăng tốc độ luyện hóa, mà là không làm gì được cái phong ấn kia. Yên tâm, chuyện phong ấn giao cho ta. Ta sẽ giải quyết xong rồi mới rời đi. Nếu không, có đi cũng sẽ không yên lòng. Thấy vẻ mặt của nàng, Tiêu Viêm bật cười, nói. Nhìn chăm chú vào chàng trai đứng trước mặt mình này, trong lòng Vân Vận xuất hiện một luồng cảm xúc không hiểu, cảm giác có người dựa vào thật tốt. Mấy năm nay, nàng mang theo Nạp Lan Yên Nhiên bôn ba khắp nơi. Tuy thực lực của nàng ở Gia Mã Đế Quốc cũng xem như là đứng đầu, nhưng ở Trung Châu rộng lớn này thì lại chẳng là gì. Hai nữ tử lại có dung mạo xinh đẹp như vậy, tự nhiên sẽ gây sự chú ý. Bởi vậy, Vân Vận mới dẫn Nạp Lan Yên Nhiên gia nhập Hoa Tông, thứ nàng mong muốn chỉ là một cuộc sống yên ổn. Về vị trí tông chủ kia, thật sự nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Cảm ơn. Khẽ hít sâu một hơi, áp chế cảm xúc, có phần yếu đuối trong lòng xuống, Vân Vận nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhíu mày, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kia, hỏi, cần vậy sao? Nghe ra được ngữ khí có chút không vui của Tiêu Viêm, Vân Vận khẽ ngước mắt lên. Nhìn người kia đang nhíu mày, nàng không khỏi nhoẻn miệng cười, trong lòng ấm áp như đang có một dòng nước ấm chảy qua vậy. Tạo ra động tĩnh lớn như vậy ở Hoa Tông, Tiêu Viêm cũng có một chút băn khoăn, còn đi đến bồi tội với đại trưởng lão một phen. Mà đại trưởng lão bây giờ cũng đã có ý muốn kết giao với Tiêu Viêm và Tinh Vẫn Các, tự nhiên sẽ không quá để ý đến việc đó. Thiên địa dị tượng kia cũng trở thành đề tài bàn luận cho đệ tử Hoa Tông vài ngày, sau đó liền dần phai nhạt đi. Mà như vậy lại hợp ý Tiêu Viêm, hắn không muốn vừa ra khỏi cửa đã bị một đám người nhìn như nhìn quái thú. Trong căn phòng thoang thoảng hương mai, tràn đầy một màu hồng nhạt dễ nhìn. Vừa nhìn qua đã biết, đây là khuê phòng của nữ tử. Chút nữa ta sẽ xé rách ra một khe nứt trên phong ấn để tiện cho ngày sau luyện hóa. Sẽ hơi đau một chút, phải chịu đựng. Nhìn Vân Vận ngồi xếp bằng trên giường, tâm tư Tiêu Viêm cũng rời khỏi căn phòng màu hồng này, ho khan một tiếng, nói. Vân Vận khẽ ừ một tiếng, đến tận bây giờ, khuôn mặt của nàng vẫn còn hồng hồng. Bởi vì ngay cả nàng cũng không biết vì sao lại đột nhiên nóng đầu đưa Tiêu Viêm tới khuê phòng của mình. Giải trừ phong ấn, tùy tiện tìm một cái mật thất không phải là xong sao. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng lại dẫn hắn tới đây. Đặc biệt là vẻ mặt cổ quái khi vừa bước vào của Tiêu Viêm, càng làm nàng có thêm xúc động muốn tìm cái lỗ nào đấy chui vào cho xong. Thấy hai bên tai hơi hồng hồng của Vân Vận, Tiêu Viêm cười khan một tiếng, sau đó thở mạnh một hơi, bỏ qua tạp niệm trong lòng, từ từ ngưng thần lại. Nương theo tâm thần ngưng đinh, hai ngón tay Tiêu Viêm khẽ búng ra, một ngọn lửa màu nâu tím lẫn thêm chút trắng sữa chậm rãi xuất hiện trên đầu ngón tay. Đây đương nhiên chính là kết quả sau khi dung hợp cốt linh lãnh hỏa. Giờ đây bốn loại dị hỏa đã hoàn toàn dung hợp, bất luận là màu sắc hay lực lượng đều thay đổi, trở nên cường đại hơn. Loại dị hỏa mới này gây cho người ta một cảm giác cực kỳ quỷ dị, dưới nhiệt độ nóng rực kia ẩn chứa một cực hàn chi lực. Có thể tưởng tượng, sau này khi đối chiến với người khác, loại kinh khí quỷ dị này xâm nhập vào cơ thể họ sẽ gây ra thương tổn lớn đến thế nào. Ngọn lửa xuất hiện, sắc mặt Tiêu Viêm cũng ngưng trọng hẳn lên, chỉ nháy mắt sau, hai ngón tay nhanh như chớp điểm lên lưng ngọc của Vân Vận. Tuy nói Tiêu Viêm vẫn chưa đề cao nhiệt độ của ngọn lửa, nhưng sức nóng ẩn chứa trong nó vẫn đốt cháy phần áo ở lưng Vân Vận, lộ ra những đường cong trơn bóng như ngọc, cực kỳ quyến rũ. Cảm giác mát lạnh phía sau lưng cũng làm cho Vân Vận kinh hô một tiếng, hai má đỏ bừng lên trong nháy mắt. Nhưng tiếng quát ngưng trọng bên tai làm cho nàng không thể không thu liễm dao động trong lòng. Ngưng thần, tự bảo vệ kinh mạch của mình, ta muốn phá phong ấn. Đối với tiếng quát cực kỳ ngưng trọng này của Tiêu Viêm, Vân Vận cắn chặt môi, mạnh mẽ áp chế sự dao động trong lòng, nhanh chóng ngưng thần. Ngón tay thiêu đốt hỏa diễm của Tiêu Viêm điểm trên lưng Vân Vận, làm tấm lưng trắng bóc như ngọc của nàng hiện lên một vết nhỏ màu hồng tím. Từng luồng hỏa diễm nóng rực không ngừng tiến vào cơ thể Vân Vận. Đột nhiên, bị dị hỏa quy mô lớn như vậy xâm nhập vào thân thể, cảm giác nóng rực kia trào ra, làm Vân Vận vội vàng vận chuyển đấu khí bao bọc lấy kinh mạch của mình, lúc này mới thoáng dịu đi một chút. Dưới sự khống chế của Tiêu Viêm, dị hỏa lặng lẽ xuyên qua các kinh mạch, cuối cùng đến gần nơi đấu khí được phong ấn trong cơ thể Vân Vận. Tiêu Viêm quát khẽ một tiếng, dị hỏa hung hăng công kích vào bề mặt của phong ấn. Thân thể Vân Vận khẽ run lên, đấu khí trong cơ thể kịch liệt chấn động. Từng cơn đau nhức không ngừng truyền ra từ trong cơ thể. Sắc mặt Tiêu Viêm càng lúc càng ngưng trọng, độ vững chắc của phong ấn nằm ngoài dự đoán của hắn, lấy thực lực hiện giờ thì không thể phá hủy nó,
Mà dù phá được đi chăng nữa, đấu khí trong đó sẽ trào ra, sợ rằng lúc đó Vân Vận sẽ tan xương nát thịt. Đương nhiên, mục đích của hắn cũng không phải như vậy, hắn chỉ muốn tạo một khe nứt trên phong ấn mà thôi. Lấy thực lực hiện giờ của hắn, lại thêm dị hỏa tương trợ, làm điều này cũng không khó. Hỏa diễm không ngừng tràn vào thân thể Vân Vận, sau đó hung hăng va chạm với phong ấn vững chắc kia. Từng tiếng động trầm thấp không ngừng vang lên từ trong cơ thể Vân Vận. Cảm giác đau đớn cũng càng lúc càng kịch liệt. Nhưng nàng cũng biết đây đang là giai đoạn quan trọng, cố gắng cắn chặt môi, không để một chút thanh âm nào lọt ra ngoài. Ta không tin, ngay cả một khe nứt cũng không tạo nổi. Oanh kích một lúc lâu vẫn không có kết quả, Tiêu Viêm hơi nhíu mày lại. Hắn cảm giác được phong ấn đã bắt đầu dao động, lập tức cắn chặt răng, đưa một luồng hỏa diễm cực kỳ hùng hậu vào cơ thể Vân Vận, hung hăng va vào vùng đó. Lần va chạm này mạnh hơn những lần trước rất nhiều, kinh khí cường hãn trào ra từ nơi va chạm. Khuôn mặt Vân Vận trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Kinh khí kia quá mạnh. Nếu không phải lúc đầu đã sử dụng đấu khí để bảo vệ kinh mạch, chỉ sợ tất cả kinh mạch của nàng đã bị vỡ nát. Tuy phun một ngụm máu ra, nhưng khí tức của Vân Vận lại không hề suy yếu đi. Ngược lại, một luồng khí thế cực kỳ cường hãn bùng phát ra từ cơ thể nàng. Dao động mạnh đến mức ngay cả hai ngón tay của Tiêu Viêm đang tiếp xúc trên lưng Vân Vận cũng bị chấn bay. Đấu khí thật cường hãn. Ngón tay bị chấn văng ra, trong mắt Tiêu Viêm cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Trên giường, hai tròng mắt khép hờ của Vân Vận đột nhiên mở ra, đấu khí hùng hồn như thực chất bùng nổ. Bàn ghế cách đó không xa kêu lên răng rắc một tiếng rồi nổ tung thành bột phấn. Phong ấn nứt ra rồi sao? Nhìn một màn này, trên mặt Vân Vận cũng xuất hiện vẻ mừng rỡ. Nàng ngẩng mạnh đầu lên, nhìn về phía Tiêu Viêm, kết quả thấy được lại là hắn đang dùng một ánh mắt nghiêm túc kèm theo chút cổ quái nhìn nàng. Thấy được ánh mắt này của Tiêu Viêm, Vân Vận cũng ngẩn ra. Hơi cúi đầu nhìn xuống, hai má liền đỏ bừng lên như bị thiêu cháy. Bởi vì quá trình dữ dội lúc nãy, quần áo trên thân thể nàng đều đã nổ tung. Nhất thời, trong phòng, ngọc thể trắng nõn, cảnh xuân động lòng người. Khi hai má đỏ bừng, một tiếng kêu sợ hãi cũng truyền ra từ trong miệng Vân Vận. Ngọc thủ nàng chợt vung mạnh lên, kinh phong bay múa, chiếc chăn mềm mại trên giường tung bay, đem ngọc thể động lòng người kia bao bọc lại. Thân thể giấu trong chăn, sắc mặt Vân Vận mới tốt hơn một chút. Nàng ngẩng mặt, nhìn về phía Tiêu Viêm, tức giận nói, ngươi còn nhìn. Tuy bây giờ đã có chăn che khuất, nhưng chiếc chăn này cũng khá mỏng. Khi choàng trên cơ thể Vân Vận, những đường cong quyến rũ kia vẫn hiện ra, lại thêm vẻ mặt đỏ bừng thẹn thùng. Một màn này đủ để làm tất cả nam nhân phải chảy máu mũi. Tiêu Viêm ho khan một tiếng, cực kỳ chấn định thu hồi ánh mắt, nói, chuyện này không liên quan đến ta, là chính nàng phá vỡ. Nghe được lời này của hắn, dù lấy định lực của Vân Vận cũng không nhịn được mà tức giận trừng lớn mắt. Tên nhóc này, điển hình của việc đã chiếm tiện nghi mà còn luôn miệng kêu oan. Thấy Vân Vận đã có dấu hiệu bùng nổ, Tiêu Viêm cũng không dám dây dưa quá nhiều ở vấn đề này, vội vàng chuyển chủ đề. Bây giờ nàng cảm thấy thế nào? Tạm ổn, ngươi tạo ra một vết nứt trên phong ấn, hiện giờ đang có không ít đấu khí liên tục trào ra từ đó. Mà nó cũng vừa vặn nằm trong phạm vi ta có thể hấp thu. Vân Vận không khách khí đáp, vẻ ngượng ngùng trên mặt từ từ rút đi. Vậy là tốt rồi. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, trầm ngâm nói, đấu khí hoa bà để lại quá kinh khủng. Nếu nàng có thể hoàn toàn luyện hóa, không chừng có thể đạt tới cảnh giới khi bà ta còn sống. Và lại, nàng còn trẻ, còn không gian phát triển rất lớn. Nếu sau này lại gặp được cơ duyên lớn nào đó, đạt tới đấu thánh cũng không phải chuyện không thể. Đấu thánh? Nghe được cảnh giới trong truyền thuyết này, Vân Vận cũng hơi ngẩn ra, sau đó lắc lắc đầu. Vấn đề này quá xa xôi, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã đạt tới đấu tôn, đây là ân huệ lớn nhất mà ông trời ban cho nàng. Về phần đấu thánh kia, nàng còn chưa hề suy nghĩ tới. Ta có không ít kẻ thù ở Trung Châu này, mà ai trong số đó cũng không dễ trêu. Ha ha, nếu sau này nàng trở thành đấu thánh, vậy thì ta cũng có một cây đại thụ để dựa dẫm rồi. Tiêu Viêm cười trêu chọc. Nghe được câu trêu chọc này của Tiêu Viêm, Vân Vận kinh ngạc nhìn khuôn mặt trẻ tuổi đang ấm áp cười kia. Nàng có chút không biết nói gì, trong lòng khẽ nhói đau, ai cũng chỉ nhìn vào mặt ngoài phong quang và những thành tựu của hắn. Nhưng lại quên, để đạt được những thứ này, hắn đã bỏ ra bao nhiêu mồ hôi và máu. Năm đó, khi lần đầu gặp Tiêu Viêm, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên non nớt, nhưng rất quật cường cố chấp, nhưng chỉ vậy thôi mà đã dám vào ma thú sơn mạch để rèn luyện. Những năm này, nguy hiểm và sóng gió hắn trải qua còn lớn hơn vô số lần lúc ở ma thú sơn mạch. Ta sẽ nhanh chóng luyện hóa đấu khí của hoa bà, ta cũng sẽ từ từ khống chế hoa tông. Cả người Vân Vận đều rúc vào trong chăn, chỉ có giọng nói của nàng nhẹ nhàng truyền ra. Đột nhiên nghe được câu nói, có chút khó hiểu này của Vân Vận, Tiêu Viêm ngẩn người. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kia, hắn như hiểu ra điều gì đó, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải, khó tiêu thụ nhất chính là mỹ nhân ân. Bầu không khí trong lòng đột nhiên trở nên kiều diễm mùi mẫn. Một lát sau, Tiêu Viêm ho khan một tiếng, phá tan sự trầm mặc, sau đó lấy ra một bình ngọc từ bên trong nạp giới.
Trong bình ngọc chứa đầy những viên đan dược màu nâu tím, mơ hồ còn có những luồng năng lượng nóng rực truyền ra từ bên trong. Đây là ly hỏa đan do ta luyện chế, trong mỗi viên đều có một chút dị hỏa lực. Sau này, mỗi lần luyện hóa đấu khí trong phong ấn thì dùng một viên. Nó có thể giúp nàng tăng tốc độ luyện hóa, đồng thời rèn luyện đấu khí cho thêm phần tinh thuần. Tiêu Viêm đặt bình ngọc trên giường, cười nói với Vân Vận. Cầm lấy bình ngọc, Vân Vận cười gật đầu. Ngày mai ta sẽ rời khỏi đây, nếu sau này gặp được rắc rối gì không thể giải quyết thì hãy đến Tinh Vẫn Các tìm ta. Ngày mai đã đi rồi sao? Ta không thể ở lại đây quá lâu, nếu không chỉ sợ sẽ đưa tới cường giả của hồn điện. Đến lúc đó, sẽ làm liên lụy đến cả nàng và Hoa Tông, Tiêu Viêm trịnh trọng nói. Vân Vận cũng không phải người không biết suy nghĩ, tuy trong lòng nàng có chút không muốn. Nhưng vẫn gật đầu, nhẹ giọng nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Viêm gật đầu cười, dặn dò Vân Vận thêm vài câu, rồi xoay người bước ra khỏi căn phòng thoang thoảng hương mai này. Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm rời đi, Vân Vận khẽ cắn chặt đôi môi đỏ mọng, thấp giọng nói, nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không thoát được tiểu oan gia này. Nếu đã không thoát được, thì lần này sẽ vì ngươi mà tiếp tục cố gắng hết sức một lần. Vốn Vân Vận cũng không có quá nhiều hứng thú với việc tăng lên thực lực của mình. Lúc đi đến Trung Châu, nàng chỉ muốn tìm một nơi an bình để sống cho yên ổn. Nhưng sao có thể đoán trước được, người vẫn luôn chôn sâu trong tâm trí lại xuất hiện trước mặt nàng thêm một lần nữa. Khi gặp lại hắn, nàng mới nhận ra, cảm giác kia không thể phai mờ bởi năm tháng. Mà ngược lại, như một hũ rượu lâu năm vậy, càng ủ càng thơm. Loại cảm giác này, nàng sẽ không nói ra khỏi miệng. Những gì nàng nghĩ chỉ là có thể ở phía sau trợ giúp hắn một chút. Vì Vân Vận biết, trên lưng Tiêu Viêm phải gánh rất nhiều thứ, cũng rất mệt mỏi. Nàng muốn giúp hắn chia sẻ cái gánh nặng kia, dù chỉ một chút. Sau khi giúp Vân Vận giải quyết vấn đề phong ấn, Tiêu Viêm tiếp tục ở lại Hoa Tông thêm một ngày. Sau đó liền cáo từ mấy người Vân Vận, đại trưởng lão, dẫn theo Thanh Lân rời đi. Đối với việc Tiêu Viêm gấp gáp rời đi như vậy, đại trưởng lão có vẻ rất tiếc hận, có lòng muốn giữ lại. Nhưng thấy Tiêu Viêm đã quyết tâm đi, bà cũng không ngăn cản thêm nữa, để hai người rời đi. Mà sau khi cáo biệt, hai người Tiêu Viêm và Thanh Lân liền trực tiếp rời đi Hoa Tông. Sau đó triệu hồi ra cửu u địa minh mãng, tiến về hướng Tinh Vẫn Các. Trên bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, đột ngột có một bóng đen to lớn nhanh như chớp lướt qua bầu trời. Tiếng xe gió chói tai ầm ầm vang vọng không ngừng, đưa tới không ít những ánh mắt chú ý. Bóng đen này, tự nhiên chính là Tiêu Viêm và Thanh Lân đã rời khỏi Hoa Tông chừng 2 ngày. Trong 2 ngày này, hai người họ gần như lúc nào cũng ở trong trạng thái di chuyển, dù có nghỉ ngơi thì cũng không dám dừng lại quá lâu. Tuy nói dùng cửu u địa minh mãng để bay có chút thu hút ánh mắt người khác, nhưng sẽ rất ít đưa tới rắc rối gì. Bởi vì ai cũng biết sự cường hãn của một trong ba bộ tộc ma thú này. Nếu không có tình huống gì đặc biệt, sẽ chẳng có ai ngu tới mức trêu chọc chúng để tự rước lấy phiền phức. Tiêu Viêm thiếu gia, bây giờ chúng ta đã rời khỏi phạm vi thế lực của Hoa Tông. Chỉ cần mấy ngày nữa là tới Tinh Vẫn Các rồi. Trên thân thể khổng lồ của cửu u địa minh mãng, Thanh Lân đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó nghiêng đầu nói với Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ lên lớp vảy của cửu u địa minh mãng, trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh của thất thải thôn thiên cự mãng. Nghĩ đến Thải Lân, trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua vẻ phức tạp. Không biết vị mỹ đỗ toa nữ vương bệ hạ đã từng đem hắn đuổi giết đến mức phải trốn chui trốn nhủi kia bây giờ thế nào rồi. Ở mảnh địa vực kia, chắc thực lực của nàng cũng là hiếm có địch thủ chứ. Tiêu Viêm thiếu gia. Khi Tiêu Viêm đang chìm trong hồi ức, khuôn mặt Thanh Lân ngồi cạnh lại khẽ biến đổi, nhẹ giọng kêu lên. Sao cơ? Bị tiếng gọi này kéo về thực tại, Tiêu Viêm ngẩn ra, hỏi. Hình như có gì đó không đúng. Thanh Lân thấp giọng đáp. Nghe vậy, Tiêu Viêm híp mắt lại đảo qua bốn phía. Lúc này bọn họ đã đi đến khâu trung của một sơn mạch không có dấu chân người. Nhưng điều quỷ dị là mảnh sơn mạch này lại không hề có tiếng thú giống nào, phảng phất như một vùng đất chết vậy. Thân hình Tiêu Viêm từ từ đứng thẳng lên, ra hiệu cho Thanh Lân để cửu u địa minh mãng ngừng lại. Hắn nhìn về phía trước, thản nhiên nói, nếu đã đến thì cần gì phải giấu đầu lộ đuôi. Ngươi thấy đúng không, yêu hoa tà quân? Tiểu tử, cảm giác cũng không tệ lắm. Tiêu Viêm vừa dứt lời, vùng không gian cách đó không xa bỗng vặn vẹo. Vài đạo thân ảnh bỗng đột ngột xuất hiện, khí tức mênh mông cũng theo đó mà ùn ùn tràn ra. Tổng cộng có 4 người xuất hiện, một người trong đó đúng là yêu hoa tà quân. Còn lại là 3 lão giả mặc áo bào màu xám cho, khuôn mặt không hề có một chút biểu tình nào. Khí tức của 3 người này không hề yếu hơn yêu hoa tà quân, xem huy chương trên ngực bọn họ, rõ ràng đều là người của Thiên Minh Tông. Tiêu Viêm, ngươi làm hỏng đại sự của Thiên Minh Tông ta, chẳng lẽ còn muốn an toàn trở về như vậy sao? Đừng tưởng rằng Dược Trần tiến vào cảnh giới bán thánh là Thiên Minh Tông ta không làm gì nổi ngươi. Yêu hoa tà quân phe phẩy chiếc phiến trong tay, khuôn mặt tuy mỉm cười nhưng lại lộ ra một chút lạnh ý. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn người này một cái, bình thản nói, các ngươi có thể chờ ở đây lâu như vậy, hẳn là có người báo tin. Ví dụ như Hoa Tông, Hoa Cầm. Vừa dứt lời,
ánh mắt Tiêu Viêm chuyển về phía rừng rậm bên dưới. Nơi đó, một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, đúng là Hoa Cầm của Hoa Tông. Giờ phút này, trên mặt nàng ta tràn đầy sát khí, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, cười lạnh nói: "Ngươi làm hỏng đại sự của bổn tông, hôm nay dùng cái mạng kia để đền bù đi. Còn về phần Vân Vận, sớm hay muộn bản tông chủ cũng sẽ xử lý nàng." Tiêu Viêm thúc thủ chịu trói, đến Thiên Minh Tông một chuyến cùng mấy người lão phu. Nể mặt Dược Trần, Thiên Minh Tông sẽ tiếp đãi ngươi như khách quý, nếu không tên lão giả đầu lĩnh cũng mở miệng. Khi nói đến cuối câu, sát ý trong giọng nói của lão đột nhiên tăng mạnh. Nếu không, đây chính là nơi chôn xác ngươi. Sát khí lạnh thấu xương tràn ngập trời đất, giống như ngay cả không khí đều bị đọng lại. Rừng rậm vốn có vẻ tĩnh mịch, càng trở nên như ngày đông giá rét, khiến lòng người đều phải lạnh như băng. Tiêu Viêm đứng trên thân thể cao lớn của Cửu U Địa Minh Mãng, nhìn nhóm bốn người yêu hoa tà quân ở phía xa, sau đó lại liếc mắt về phía Hoa Cầm phía dưới. Bốn gã lục tinh đấu tôn, danh tiếng của Thiên Minh Tông đúng là không giả. Tiêu Viêm thiếu gia, làm sao bây giờ? Thanh Lân nói, hai hàng lông mày cau lại vì tình huống trước mắt. Còn làm sao nữa? Thiên Minh Tông dám phái ra lực lượng mạnh như vậy, hẳn là muốn chắc chắn bắt lấy ta. Tiêu Viêm mỉm cười, nhưng trong đôi mắt đen nhánh lại ẩn hiện sự lạnh lẽo, nhẹ giọng nói: "Nhưng bằng vào bốn người các ngươi, có vẻ hơi quá coi thường tại hạ." Khẩu khí rất cuồng vọng. "Hỏa liên của ngươi uy lực tuy không yếu, nhưng bốn người chúng ta liên thủ cũng đủ để chống lại nó. Đã không còn thế công của hỏa liên, trong mắt bốn người chúng ta, ngươi là cái thá gì?" Yêu Hoa Tà Quân cười lạnh nói. Nghe vậy, khóe miệng Tiêu Viêm chậm rãi nhếch lên một chút độ cong, thủ ấn lặng lẽ biến đổi rồi đột nhiên ngưng tụ, khí tức mênh mông bộc phát ra từ cơ thể như núi lửa phun trào. "Như ngươi nói, là một tháng trước." Khí tức mênh mông tràn ngập, trên bầu trời, không khí cũng chậm rãi trở nên khô nóng. Tứ tinh đấu tôn cảm ứng được khí tức của Tiêu Viêm, sắc mặt Yêu Hoa Tà Quân cũng hơi biến đổi. Tuy từ trước, hắn biết được tin này từ Hoa Cẩm, nhưng khi tận mắt nhìn đến, trong lòng vẫn chấn động không thôi. Chỉ có một tháng ngắn ngủi, thực lực Tiêu Viêm liền tăng lên nhị tinh. Tốc độ tu luyện cỡ này đủ để hình dung bằng hai chữ kinh khủng. Phải biết rằng, nếu là một đấu tôn bình thường tu luyện, ít nhất cũng phải dùng 10 năm. Thậm chí là lâu hơn mới có thể tăng lên chừng đó. Nhưng những điều này, Tiêu Viêm lại có thể liên tục rút ngắn vô số lần. Công pháp tu luyện của tiểu tử này thật quỷ dị. Lần này nếu bắt được hắn, có thể ép hắn nói ra công pháp. Nếu ta có thể sở hữu loại công pháp này, ngày sau thành tựu đương nhiên sẽ không thấp. Thậm chí dõi mắt cả Thiên Minh Tông, có mấy người có thể chống lại ta. Trong mắt Yêu Hoa Tà Quân xẹt qua một chút tham lam. Tứ tinh đấu tôn mà thôi, ngươi còn chưa có tư cách nhảy nhót trước mặt bốn người chúng ta. Lão giả đầu lĩnh thản nhiên liếc nhìn Tiêu Viêm một cái. Nói đến đây, dường như lão đã không còn kiên nhẫn, phẩy tay hỏi: "Một lần cuối cùng, ngươi muốn đi theo chúng ta, hay là chờ chúng ta đánh cho ngươi tơi tả rồi mang đi?" "Ta vốn da dày, hay là chọn cái sau đi?" Tiêu Viêm cười híp mắt đáp trả. "Được thôi." Sắc mặt lão âm trầm, chậm rãi gật đầu, bước lên trước một bước, trầm giọng nói: "Tiểu tử này rất giàu hoạt, cùng ra tay, bắt lấy hắn rồi nói sau." Nghe vậy, Yêu Hoa Tà Quân ba người đều gật đầu. Ký ức về hỏa liên công kích của Tiêu Viêm, hắn vẫn còn nhớ rõ. Nếu chỉ có một người, hắn thật sự là không dám đối mặt với hỏa liên kia. Chỉ cần sơ sẩy một chút, chắc chắn sẽ đi tong cái mạng. "Tiêu Viêm thiếu gia, ta ngăn một người lại, người dưới kia để cho Cửu U Địa Minh Mãng ứng phó." Nhìn thấy đối phương bắt đầu có hành động, trên gương mặt Thanh Lân cũng hiện lên một chút ngưng trọng. Lần này đối phương có chuẩn bị, đưa đến bốn lục tinh đấu tôn, đội hình cỡ này thực sự khá mạnh. Mà bọn họ là ít người, nếu không cẩn thận một chút, chỉ sợ hôm nay sẽ gặp nguy hiểm. Lời vừa ra, trong đồng tử xanh biếc màu lục liền lóe lên ánh sáng, mười mấy bóng đen nhất tề xuất hiện. Thanh Lân mệnh lệnh một tiếng, những bóng đen này liền tiến về phía Hoa Cầm. Đột nhiên xuất hiện một nhóm thân ảnh lao về phía mình, cũng khiến cho Hoa Cầm giật nảy mình. Nhưng khi nàng cảm nhận được trong đám người này, thực lực mạnh nhất cũng chỉ có hai nhị tinh đấu tôn, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, khinh thường nói: "Lính tôm tướng cua cũng dám lấy ra cho người ta chê cười sao?" Đối với những lời này của Hoa Cầm, Thanh Lân không thèm để ý. Triệu hoán ra tất cả cường giả bị nàng phong ấn xong, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc, hai tay chớp lên, kết xuất từng đạo ấn quyết. Mà tùy theo ấn quyết biến hóa, một luồng khí tức viễn cổ chậm rãi bùng phát ra từ cơ thể. Cảm nhận được trong cơ thể Thanh Lân tràn ngập khí tức hung lệ, Tiêu Viêm hiểu được, nàng đã bắt đầu vận dụng linh hồn lực của viễn cổ thiên xà. Ngay lập tức, bàn tay hắn vung lên, 11 bộ khôi lỗi xuất hiện rồi hình thành trận pháp chỉ trong chớp mắt. Năng lượng truyền lại, nhanh chóng làm cho màu vàng nhạt trên thân thể Thiên Yêu Khôi trở nên đậm hơn. Lấy thực lực hiện tại của Tiêu Viêm, thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến mới có thể giao thủ cùng hai cường giả lục tinh đấu tôn. Nhưng hiện giờ còn có Thanh Lân kiềm chế một người. Tuy vậy, đối phương vẫn còn đến ba người là lục tinh đấu tôn, hắn cũng chỉ có thể gọi ra Thiên Yêu Khôi để tạm thời chống đỡ. Mặc dù với thực lực của Thiên Yêu Khôi,
Muốn giao thủ cùng một lục tinh đấu tôn thì còn hơi quá sức, nhưng nếu kéo dài thời gian thì vẫn có thể. Khi Tiêu Viêm triệu hồi Thiên Yêu Khôi, thì lệ khí trên người Thanh Lân bên cạnh cũng càng lúc càng nồng nặc. May mắn là đôi mắt vẫn duy trì sự tỉnh táo. Hiển nhiên, lấy thực lực hiện tại của nàng, đã có thể bước đầu khống chế được linh hồn của Viễn Cổ Thiên Giả. Một tiếng quát nhẹ, thân hình Thanh Lân lướt đi nhanh như chớp. Cỗ lệ khí hung ác kia tràn ngập thiên địa, khiến cho sắc mặt của bốn người yêu hoa tà quân biến hóa. Tiêu Viêm thiếu gia, ta động thủ trước. Không ngờ tiểu nha đầu này cũng không dễ nhằn. Lão tứ, giao cho ngươi. Lão giả đầu lĩnh có vài phần kinh ngạc nhìn thoáng qua Thanh Lân, chợt cau mày nói. Được. Không thành vấn đề. Một lão giả hơi gầy gật đầu, thân hình chợt động, liền xuất hiện trước mặt Thanh Lân. Không nhiều lời, đấu khí âm lãnh phát ra từ lòng bàn tay, sau đó hung hăng công kích Thanh Lân. Nhìn thấy lão giả tấn công, Thanh Lân hừ lạnh một tiếng, thân hình không chút chần chờ. Trong đồng tử xanh biếc có lục quang biến hóa, trực tiếp nghênh đón. Tiêu Viêm, ta thực muốn nhìn xem, hôm nay ngươi có thể chạy thoát khỏi bàn tay Thiên Minh Tông của chúng ta hay không? Nhớ kỹ tên tuổi của lão phu, Thiên Minh Tông Xâm La Quỷ Tôn. Ánh mắt lão giả đầu lĩnh tràn đầy lạnh lẽo, dẫn đầu yêu hoa tà quân cùng một gã cường giả khác của Thiên Minh Tông, tạo thành một vòng tròn vây quanh Tiêu Viêm. Động thủ. Vừa vây quanh xong, trong mắt Xâm La Quỷ Tôn đã chuyển sang vẻ dữ tợn. Quát lạnh một tiếng, ba cỗ đấu khí mênh mông phát ra, ba đạo thân ảnh như tia chớp lướt về phía Tiêu Viêm. Thế công hung hãn khiến cho một vùng không gian đều cô đọng lại. Sau lưng Tiêu Viêm rung nhẹ lên, thanh hồng cốt dược liền bung ra. Thân hình mau chóng lùi về phía sau, ngón tay búng ra, Thiên Yêu Khôi liền hóa thành một đạo kim quang, chặn trước mặt một gã cường giả Thiên Minh Tông. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến. Thân thể lui lại, thủ ấn của Tiêu Viêm chợt biến đổi, khí tức không ngừng tăng thêm theo thời gian. Trong nháy mắt, đã đột phá tứ tinh. Một lát sau, cường độ khí tức đã không kém yêu hoa tà quân một chút nào. Phần Viêm Cốc Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Nhìn thấy Tiêu Viêm tăng vọt khí tức, Xâm La Quỷ Tôn khẽ nhíu mày, chợt cười lạnh nói, không cần giữ lại. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến có hạn chế thời gian. Đợi đến lúc đó, hắn có chạy đàng trời. Được. Sắc mặt yêu hoa tà quân trở nên lạnh lẽo, hơi gật đầu. Chiếc phiến trong tay bộc phát ra một luồng sáng nhạt kỳ dị. Giơ chiếc phiến lên, nó liền giống như một lưỡi dao sắc bén, phá vỡ không gian, lướt về phía yết hầu Tiêu Viêm. Đối mặt với thế công hung hãn của yêu hoa tà quân, Tiêu Viêm hơi xoay người, hiểm hiểm tránh thoát một chiêu sắc bén này. Tay phải nắm thành quyền, sau đó hung hăng tấn công yêu hoa tà quân. Lấy thực lực hiện giờ của Tiêu Viêm, yêu hoa tà quân tự nhiên không dám khinh thường chút nào. Sau khi thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, thực lực Tiêu Viêm đã không hề kém hắn, lại thêm uy lực của dị hỏa nên khi chiến đấu trực diện, liền có dấu hiệu vượt qua hắn. Trong lòng xẹt qua một ý niệm cẩn thận, yêu hoa tà quân lật cổ tay, chiếc phiến liền xòe ra hết cỡ, sau đó chắn trước người, đỡ một quyền của Tiêu Viêm. Một quyền chạm phải chiếc phiến, ngọn lửa màu nâu tím mang theo sắc trắng chợt bùng phát từ lòng bàn tay Tiêu Viêm. Sau đó bao phủ lấy chiếc phiến, rồi vượt qua nó, tràn lên cơ thể yêu hoa tà quân. Hỏa diễm tràn ngập, ống tay áo của yêu hoa tà quân hóa thành cho tàn, nhưng hắn phản ứng cũng không chậm. Khi hỏa diễm vừa lan đến thì đấu khí đã trào ra từ trong cơ thể, ý đồ muốn dập tắt nó. Nhưng khi đấu khí vừa chạm vào hỏa diễm, một màn kỳ dị lại xảy ra. Chỉ thấy đấu khí chạm phải hỏa diễm liền kết băng lại. Bởi vậy, chỉ trong nháy mắt, cánh tay yêu hoa tà quân đã bị một tầng băng dày bao bọc, khiến người khác nhìn vào đều phải kinh hãi không thôi. Quỷ dị dị hỏa. Biến cố này làm cho sắc mặt yêu hoa tà quân kịch biến, thân hình lui mạnh về phía sau. So với một tháng trước, hiện giờ dị hỏa của Tiêu Viêm càng thêm lợi hại cùng quỷ dị. Một chiêu đẩy lui yêu hoa tà quân, Tiêu Viêm vừa định truy kích, một thân ảnh già nua liền thoáng hiện trước người. Gương mặt bị che lấp lộ ra vẻ lạnh lẽo, bàn tay to đen nhánh giống như tay quỷ liền xuyên thấu qua không gian, mang theo khí tức đầy nguy hiểm, vươn về phía Tiêu Viêm. Thử đỡ cửu u minh thủ của lão phu xem. Cảm nhận kình phong âm trầm lạnh lẽo dưới bàn tay đen kịt kia, Tiêu Viêm không hề thối lui, miệng cười lạnh khẽ quát. Chỉ một đánh một, ta còn sợ tên lão quỷ nhà ngươi hay sao? Tiếng quát vừa dứt, trên lòng bàn tay kia đã xuất hiện hỏa diễm bao quanh. Ngay sau đó một quyền xuất ra mạnh mẽ, trực tiếp đánh mạnh vào bàn tay đen kịt của Xâm La Quỷ Tôn. Bát cực băng. Quyền phong đột nhiên trở nên mạnh mẽ và nóng rực, đánh mạnh vào bàn tay đen kịt kia. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, kinh khí kinh người khuếch tán ra xung quanh. Không gian quanh đó đều bị tác động tới, trở nên vặn vẹo. Quyền trưởng giao phong, kinh phong bộc phát, thân thể của Tiêu Viêm lẫn Xâm La Quỷ Tôn đều run lên, lui về sau mấy bước. Với thực lực hiện giờ của Tiêu Viêm, liên tục thi triển Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, hoàn toàn có năng lực giao thủ với lục tinh đấu tôn. Mặt khác, phần quyết tiến hóa thành chuẩn thiên giai công pháp vận chuyển đấu khí liên miên không ngừng. Không phải lo lắng tới việc đối phương sử dụng xa luân chiến, khiến cho hao tổn hết nội lực. Tên tiểu tử này quả nhiên có vài phần thực lực.
Không ngờ một chưởng của Tiêu Viêm có thể đánh ngang tay với quyền của mình, trong mắt Xâm La Quỷ Tôn lóe lên tia kinh ngạc. Nhưng lập tức lại quay sang nhìn Yêu Hoa Tà Quân. Lúc này, hắn đang cố gắng hóa giải hỏa diễm tràn ngập cơ thể, tuy rằng có chút chật vật nhưng không hề bị thương tổn gì. Dù sao năng lực của Lục Tinh Đấu Tôn cũng không phải thứ chỉ để bày biện. Tranh thủ lúc Xâm La Quỷ Tôn lùi về phía sau, Tiêu Viêm liền đưa mắt nhìn sang phía Thanh Lân đang giao chiến. Nhờ vào sự quỷ dị của Bích Xà Tam Hoa Đồng và linh hồn viễn cổ thiên xà tương trợ, nên trong thời gian ngắn, cường giả của Thiên Minh Tông cũng không thể làm gì được nàng. Nhưng ngoại trừ chỗ này, thì hai phía chiến đấu khác không được khả quan như thế. Thiên Yêu Khôi mặc dù đã được trận pháp tăng phúc, nhưng thực lực chỉ đủ để chống lại Tứ Tinh Đấu Tôn mà thôi. Đằng nay trưởng lão Thiên Minh Tông lại là Lục Tinh Đấu Tông. Khi giao thủ hiển nhiên Thiên Yêu Khôi rơi xuống thế hạ phong. Nếu như không phải do thân thể không hề cảm giác được đau đớn, thêm vào đó còn vô cùng cứng rắn thì sợ rằng đã sớm bị đối phương đánh nát. Có điều, dù như thế thì hiện tại Thiên Yêu Khôi bị tên kia chèn ép, cả người liên tục tóe lửa, thân thể cứng rắn kia cũng xuất hiện nhiều vết lõm. Phía bên này Thiên Yêu Khôi rơi vào thế hạ phong, còn những cường giả bị Thanh Lân khống chế không khả quan hơn được bao nhiêu. Tuy nói rằng người đông thế mạnh, nhưng dù sao thực lực của Hoa Cẩm cũng vượt trội hơn rất nhiều. Nếu như không có hai gã cường giả Nhị Tinh Đấu Tôn liều mạng ngăn cản, thì sợ rằng đám người kia sớm bị Hoa Cẩm vung tay chém giết hết. Nhưng xem tình hình hiện tại thì cũng không thể chống đỡ lâu hơn được nữa. Nhìn qua mấy chỗ chiến đấu, Tiêu Viêm không khỏi cau mày, tình huống lần này quả thật khó giải quyết. Mấy gã cường giả Thiên Minh Tông này cũng không dễ đối phó như trong tưởng tượng. Tiểu tử, lúc này ngươi nên tự lo cho bản thân thì hơn. Ngay lúc này thì tiếng cười lạnh vang lên bên tai Tiêu Viêm. Hắn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Xâm La Quỷ Tôn và Yêu Hoa Tà Quân đang đồng thời lao tới. Đấu khí hùng hậu bao bọc quanh thân hai người, bộ dạng đằng đằng sát khí, hiển nhiên là chuẩn bị cùng ra tay. Thở một hơi thật dài, Tiêu Viêm khôi phục lại vẻ bình tĩnh, đấu khí mênh mông trong kinh mạch không ngừng vận chuyển. Cảm giác lực lượng khủng bố, giống như có thể hủy sông phá núi đang bành trướng. Sắc mặt Xâm La Quỷ Tôn âm trầm, hét lớn một tiếng, thân hình hắn và Yêu Hoa Tà Quân lướt nhanh tới. Hai luồng đấu khí cực kỳ hung hãn, không ngừng xé rách không gian đánh về phía Tiêu Viêm, kèm theo tiếng xé gió đinh tai nhức óc. Đối mặt với hai người liên thủ, Tiêu Viêm ngưng trọng hẳn, hai tay nắm chặt lại, lòng bàn tay bùng lên ngọn lửa màu xâm bạch. Ngưng tụ thành hai bàn tay hỏa diễm khổng lồ, đánh mạnh vào hai luồng đấu khí hung hãn kia, vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Trên bầu trời, đấu khí lan ra, tràn ngập trong không khí, khiến cho không gian quanh đó trở nên vặn vẹo. Từ xa nhìn lại giống hệt như một mảng rừng rậm hư ảo. Cửu U Minh Thủ, Tà Phong Trảm, Xâm La Quỷ Tôn và Yêu Hoa Đấu La liên thủ, từng đạo đấu khí uy lực vô cùng hung mãnh không ngừng phóng xuất ra, điên cuồng công kích về hướng Tiêu Viêm. Nhìn tình thế này, hai người này muốn ỷ vào người đông thế mạnh mà ép Tiêu Viêm cho tới chết. Diễm Phân Phệ Lãng Xích, Khai Sơn Ấn. Đối mặt thế công hung mãnh của hai người, sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, từng đạo đấu kỹ uy lực mạnh mẽ thuận tay xuất ra. Đối chọi với từng đợt công kích của Xâm La Quỷ Tôn và Yêu Hoa Tà Quân. Trên bầu trời, cuộc chiến đấu kịch liệt càng lúc càng trở nên đặc sắc. Mấy nguồn năng lượng chạm nhau nổ bùng ra như pháo hoa, tiếng nổ không ngừng vang lên. Trong phương viên trăm dặm đều cảm nhận được năng lượng cuồng bạo đang dao động mãnh liệt. Thấy Tiêu Viêm càng đánh càng mạnh, trong lòng Xâm La Quỷ Tôn không ngừng kêu khổ. Cuộc chiến đấu kéo dài sẽ làm đấu khí tiêu hao một cách đáng sợ. Cho dù là hai người bọn hắn cũng đều cảm nhận được đấu khí trong cơ thể sụt giảm nhanh chóng. Đằng này Tiêu Viêm lại có không chút dấu hiệu suy yếu, ngược lại càng lúc càng trở nên phấn chấn hơn. Yêu Hoa, hít một hơi thật sâu, Xâm La hét lớn lên. Ở bên kia Yêu Hoa Tà Quân nghe được thì khẽ gật đầu, khí thế cả người chợt thay đổi mạnh mẽ, ý chí sát phạt nồng đậm đến cực độ từ cơ thể hai người lộ ra ngoài. Cảm nhận được khí thế của hai người đột nhiên bén nhọn, lộ ra hơi thở sát phạt giống như Tu La, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, loại cảm giác này hắn không hề xa lạ gì. Lão phu hôm nay ngược lại muốn chống mắt lên xem tên tiểu tử nhà ngươi có thể chống cự được bao lâu. Sát ý tràn ngập không gian, đột nhiên Xâm La Quỷ Tôn mở to hai mắt quát lên, Thiên Minh Tu La Thủ. Tiếng quát vừa dứt, hai luồng sát ý giống như hóa thành sương mù từ trong cơ thể bọn họ tràn ra ngoài, hình thành một đám mây đen ngay trước mặt. Từ trong đó đột nhiên xuất một bàn tay khổng lồ đen nhánh chừng trăm trượng, trong nháy mắt đã chụp tới Tiêu Viêm. Trên bàn tay đen xì này tràn ngập một loại sát ý làm cho người khác thấy lạnh người. Loại sát ý này được tạo thành do ý chí của hai người Xâm La Quỷ Tôn và Yêu Hoa Tà Quân. Nếu bị bàn tay này đánh trúng thì ý chí của Tiêu Viêm sẽ trực tiếp bị tàn phá. Thiên Minh Tu La Thủ sao? Nhìn bàn tay khổng lồ che trời chụp tới, Tiêu Viêm nhếch miệng cười, thân thể khẽ động. Một luồng sát khí sắt bén y hệt từ trong cơ thể bùng phát ra, trong nháy mắt đã hình thành nên một cự trưởng y hệt. Trong ánh mắt đầy kinh ngạc của Xâm La Quỷ Tôn hai người, hai cự trưởng va chạm vào nhau. Hai cái chạm vào nhau không hề phát ra tiếng nổ lớn, mà chỉ là những âm thanh trầm thấp rất nhỏ, sát ý điên cuồng khuếch tán ra ăn mòn lẫn nhau. Hô hấp của Xâm La Quỷ Tôn và Yêu Hoa Tà Quân
đều bị ảnh hưởng bởi luồng sát ý đó mà trở nên có chút khó khăn hơn. Va chạm mạnh, nhưng rồi lại từ từ ăn mòn nhau rồi cùng tiêu tán, sát ý chậm rãi tản ra, còn lại ba người sắc mặt trở nên tái nhợt. Làm sao ngươi lại học được Thiên Minh Tu La Thu, một trong những tuyệt học chấn tông của Thiên Minh Tông? Ánh mắt Sâm La Quỷ Tôn đầy vẻ không tin nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, lúc trước khi thấy hắn thi triển đấu kỹ kia, bọn họ đã nhìn ra hai bên đều xuất phát từ một mạch. Đối với những lời tra vấn của hai người kia, Tiêu Viêm chẳng hề lưu tâm. Thiên Minh Tu La Thủ mà hắn có được chính là chiếm được từ dịch Trần Thiên Minh Tông, về sau thường xuyên nghiên cứu tập luyện. Nhưng đến hôm nay mới thi triển lần đầu, kết quả thu được cũng không quá tệ. Đừng cho hắn có cơ hội hồi phục, vừa rồi hắn đã tiêu hao khá lớn. Sắc mặt Yêu Hoa Tà Quân trở nên vô cùng khó coi, gằn giọng nói. Sâm La Quỷ Tôn gật đầu, vừa định tiếp tục ra tay, thì hắn nhìn thấy trên khuôn mặt Tiêu Viêm xuất hiện nụ cười bí hiểm. Ngay sau đó, hắn lại thấy hai tay Tiêu Viêm chuyển động, nguồn năng lượng ở không gian xung quanh kịch liệt bốc lên giống như nước bị sôi. Từng luồng năng lượng như hóa thành thực thể, không ngừng chút vào trong cơ thể Tiêu Viêm. Nhờ vào đó, sắc mặt Tiêu Viêm vốn đang tái nhợt dần dần trở nên hồng hào. Là Thiên Giai Công Pháp. Thấy cảnh này, hai người Sâm La Quỷ Tôn lập tức ngây người, lấy kinh nghiệm từng trải của bọn hắn. Tự nhiên biết được, chỉ có Thiên Giai Công Pháp trong truyền thuyết mới có thể gần như cướp đoạt năng lượng trong không gian như thế này. Khó trách tại sao hai người chúng ta đánh thế nào cũng không tạo thành hao tổn quá mức cho hắn. Hóa ra là hắn có được Thiên Giai Đấu Kỹ. Khóe miệng hai người Sâm La Quỷ Tôn hơi run run, có Thiên Giai Đấu Kỹ duy trì thì đấu khí Tiêu Viêm gần như liên miên không dứt. Trong cuộc chiến kéo dài như thế này, hai người họ sao có thể tiếp tục đánh đây? Ngay khi hai người vẫn còn chìm trong sợ hãi, Tiêu Viêm đã từ từ mở mắt ra. Cảm thụ được đấu khí tràn ngập trong cơ thể, không khỏi mỉm cười nhìn hai người kia, lạnh nhạt nói, tiếp tục sao? Thấy Tiêu Viêm như thế, sắc mặt Sâm La Quỷ Tôn trở nên âm trầm, nói, Tiêu Viêm, ngươi đừng có vội đắc ý. Những người có hứng thú với ngươi không phải chỉ có mình Thiên Minh Tông chúng ta đâu. Vừa nói dứt lời, Sâm La Quỷ Tôn đưa mắt về phía mảnh rừng rậm tràn ngập hơi thở tử vong, quát to, nếu như còn không ra tay, tên tiểu tử sẽ chạy mất đấy. Ha ha ha, Sâm La trưởng lão cứ yên tâm, hắn không thể chạy thoát được đâu. Vì lo lắng trên người hắn, có không gian ngọc giản do Dược Trần lưu lại, nên trước tiên ta đã phong ấn vùng không gian này. Sâm La Quỷ Tôn vừa nói dứt lời, thì một tiếng cười lạnh lẽo vang lên. Không gian trên bầu trời đột nhiên vặn vẹo, một thân ảnh từ từ hiện ra. Ngẩng đầu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện trên bầu trời, trong lòng Tiêu Viêm chợt trầm xuống. Cửu Thiên Tôn, ngay cả ngươi cũng muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Đến đây thì cũng khép lại phần 5 tập 168 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những